Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video về một cái chủ đề, đó là âm thanh cho cái video của chúng ta. Thì bình thường bây giờ chúng ta đầu tư về một cái video ấy thì chất lượng hình ảnh thì là cũng là tương đối tốt rồi. Thế nhưng mà có một cái tệ, đó là âm thanh. Âm thanh của chúng ta là nhiều khi rất ồn ào. Và tôi đang nói đây, quái sao lại ồn ào quá thế nhỉ? ổn quá. Đây các bạn ơi, đây là nguyên nhân. Đây là cái quạt hơi nước chạy rất ồn, và khi mà tôi làm cái video tôi ghi âm cho các bạn thì cái tiếng ồn của quạt này tương đối lớn, nó lấn át cái giọng nói của mình, hoặc là nó làm cho cái video của chúng ta có cái âm thanh tiếng ồn rất khó chịu, và khi người xem người ta sẽ rất khó nghe. Vậy thì bây giờ giải pháp thế nào? Thì bây giờ chúng ta cần phải dùng một cái microphone ở bên ngoài và dùng một cái microphone thật tốt để làm sao mà cố gắng triệt tiêu được cái tiếng ồn tốt nhất. Thì cái giải pháp đó đâu? Đây, tôi phải cắn răng tôi đầu tư thêm một cái microphone. Đây, nó đây. Đây là một cái microphone của hãng Smartlab. Tôi tạm thời tắt cái quạt đi cho đỡ ồn thôi, chịu nóng tí, hôm nay trời nóng quá, thế nhưng mà thôi tôi phải tắt nó đi. Thì đây là một cái microphone của hãng Rode. Rode thì là một cái hãng nổi tiếng về cái microphone rồi. Thì đây là cái microphone chuyên dùng cho smartphone, smartphone. Và cái đây là cái microphone cài áo, thì nó sẽ rất thuận tiện cho cái việc mà chúng ta có thể là cài bên người. Và khi mà chúng ta quay ở các cái nơi đông người ồn ào thì cái khử ồn của microphone cài áo của nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ bắt cái giọng nói của mình sẽ tốt hơn, bởi vì microphone nó sẽ để gần cái cổ của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp xem cái microphone này nó có cái gì nhé. Như tôi được biết thì ở trên thị trường hiện nay thì hình như là nó đang có hai loại, một loại là của Rode chính hãng và một loại là của hàng copy F1. Thì nhiều người bảo hàng copy F1 thì nó cũng dùng cũng tương đối tốt đấy, thì nhưng mà tôi không biết. Thế vậy bây giờ thì để phân biệt hàng Rode chính hãng và hàng copy F1 như thế nào, thì thực ra tôi cũng chưa có cái hàng copy F1, mà để tôi mua một cái này cũng từ một cái nhà nhập khẩu phân phối. Mua trên mạng thôi, thế nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái công ty nhập khẩu phân phối đây. Đấy. Đây chỉ là công ty Việt Thương này. Đó. Thì bây giờ các bạn, đây là cái mà cái hộp còn nguyên siêu, nó chắc vận chuyển nó còn hơi mọ mem một chút. Thì các bạn nhìn thấy cái siêu của nó thì nó cũng chẳng có gì, nên là đây có mỗi cái giấy bóng nó dính vào đây. Đấy, thì cái này thì chắc cũng không tin tưởng gì được ở cái hộp này lắm. Đấy, thôi nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải hy vọng là có được hàng chính hãng. Đấy, sản phẩm của mình ở đây là cái sản phẩm Smartlab nha. Thì các bạn sẽ xem qua một chút về cái vỏ sản phẩm. Đây tôi sẽ quay qua một chút để các bạn có thể lưu ý để phân biệt luôn. Đấy, vỏ sản phẩm đây. Đó, đây là bên hông này. Xem là có chữ này. Đó, rồi về bên này. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái mã code này, nó là dán này. Đấy, dán này thì thực ra thì tôi cũng không tin tưởng lắm, nhưng mà bởi vì nó không in trực tiếp trên hộp mà nó dán vào đây. Smartlab, còn bên đây bên hông của nó thì nó ghi Smartlab này. Thì ở đây thì xem nào, đây là cái chuẩn kết nối của nó là cái jack TRRS này. Bởi vì cái jack của cái thằng điện thoại này nó có một số cái chuẩn khác nhau nhé, thì các bạn lưu ý nếu mà chuẩn nó hơi khác đi thì các bạn cần phải dùng một cái jack chuyển đổi. Đấy, thì các bạn sẽ dùng được hết tất cả cái điện thoại thôi. Đấy, các bạn lưu ý là các cái điện thoại nó cái jack tai nghe này nó không giống nhau đâu nhá, nó mỗi một loại nó có thể là sẽ hơi khác nhau, nó sẽ dùng chuẩn khác nhau, nhưng mà nó vẫn dùng cái chân 3.5. rồi
Đây là công nghệ mới này, rồi cái này thì nó dùng được cho cả hai cái hệ điều hành là Android và iOS. Và cái rốt này, đối với hàng rốt này thì chúng ta khi mà chúng ta mua ấy thì có cách là chúng ta check 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 cái series, của nó đấy, bằng cái mã series này đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ đăng ký bảo hành cũng như là check cái sản phẩm chính hãng trên trang web chủ. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào trang web, nó là rod.com warranty step 1 này, các bạn nhớ cái đường link này các bạn đánh vào đó. Sau đó là các bạn sẽ tìm đến cái sản phẩm của chúng ta, chính là Smart Lab. À, Smart Lab cộng nha. Đây đây là cái hình ảnh cái hộp của chúng ta đây. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải nhập cái series nó vào đây, các bạn nhìn thấy đây, người ta có cái biểu tượng dấu vàng vàng đây, chính là cái series. Series này là các bạn sẽ nhập cái số series vào đây. À, thì đây đây là cái ảnh cái series đây đó. Thì đây series của chúng ta là CL CL à, tôi cho nhỏ ra chút để cho nhìn cho nó rõ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ CL vào đây, bên này là đánh chữ cái 039 này, 039 này, 6480, 6480. Rồi đó. Ở đây thì khi mà các bạn đánh đúng cái số series, đây là cái series của chúng ta mà lúc nãy ở trên cái vỏ hộp chúng ta vừa xem đấy, thì chúng ta đánh đúng vào cái này thì nó sẽ tích và nó sẽ thông báo là các bạn có cái sản phẩm Smartlab này của bạn này là đã chuẩn của chính hãng rồi, và chúng ta có thể đăng ký bảo hành tại đây. Thì chúng ta sẽ ấn vào nút Register này để chúng ta đăng ký bảo hành đó. Đó thì khi mà chúng ta đăng ký bảo hành vào đây, khi chúng ta đăng ký thì đến bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ chọn cái ngày mua. Đấy, thì chúng ta sẽ tích cái ngày mà chúng ta mua vào, thì hôm nay là vào đây, ngày 20/6/2019. Và bạn mua cái sản phẩm này ở đâu, bạn mua online hay là bạn mua ở tại cửa hàng, thì các bạn sẽ tích nó vào, đó. Chọn free này, nếu mà có online thì các bạn có thể là chọn chọn các cái địa chỉ mà các bạn mua online đấy. Đấy, thì nếu các bạn mua online thì các bạn sẽ chọn một cái địa chỉ mà bạn mua online đó, sau đó là bạn sẽ upload cái ảnh, một cái ảnh nào đấy mà chụp cái hóa đơn chứng từ mà xác nhận là mình mua. À, thì các bạn ví dụ như là khi bạn mua thì nó sẽ có một cái hóa đơn chứng từ để xác nhận bạn mua ở đâu, cửa hàng nào đấy, thì bạn chụp cái đấy bạn upload nó lên. À, thì tôi sẽ upload cái này lên. Đó. Rồi. Upload nó lên. Và cái file upload của chúng ta sẽ không quá 30. Đấy. Thì các bạn khi mà các bạn vừa nhập đúng cái số series rồi thì nó sẽ thông báo nó là đây là sản phẩm Smartlab này, số series này và có được điều kiện bảo hành là 1 năm. Đấy. Thì bây giờ bạn tiếp tục ngày mua này, mua hình thức là mua online này, rồi upload cái ảnh hóa đơn này, rồi tiếp tục continue. Các bạn chờ, nó đang chạy upload một chút, nó chạy hơi lâu. Rồi đó, thì sau khi mà chúng ta đăng ký bảo hành xong thì là nó sẽ thông báo thông tin của sản phẩm của chúng ta đây, đó là Smartlab này, series của chúng ta là cái series này đó, CL96480. Rồi ok, và được bảo hành 1 năm này, ngày mua là ngày 20/6 này, mua từ cái cửa hàng gì Việt Thương đây. Đấy, và cái ngày gì đây, ngày hết hạn bảo hành là đến năm 2020 đó. Thì như vậy là cái cách của chúng ta check check hàng chính hãng và check cái series cũng như là đăng ký bảo hành là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cái này ra xem bên trong nó có gì nhé. Này cái này nó chỉ dán mỗi cái tem này thôi, cái tem giấy bóng này các bạn, đơn giản lắm. Cái này thì này mình in đầy đấy, tem mỗi cái tem giấy bóng bọc
Đây, đây là bên trong này. Một cái túi này. Thế rồi, chẳng có gì nữa. Này, rỗng không này. Rồi, để xem bên cái này là có cái gì nhá. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng Road Smart. Này, ở đây thì nó có hướng dẫn chúng ta cách cài đặt cái thứ dây dợ kẹt kia như thế nào đây. Rồi, hướng dẫn sử dụng này. Đây, đây cái mic chính của chúng ta đây. Này, rốt. À. Cái dây này nó ngắn chắc nó chỉ tầm gần mét thôi. Xem còn cái gì nữa. Cái này nó là cái cuộn dính vào dây. Cái này là cái kẹt này. Cái này nó là cái hút ẩm. Còn cái gì nữa, hết rồi à, hết rồi, đây là một cái túi. Túi da. Đấy, phụ kiện của nó bên trong này thì nó cũng chỉ có thế này thôi. Đây cái đầu microphone này, các bạn có thể thấy này, đây là cái đầu của nó này. Cái chất lượng của cái microphone có tốt hay không ấy thì chính là cái chất ở cái búp này. À, còn cái dây nó chỉ là một phần này, cái dây này nó cũng là cái dây tương đối tốt này, dây này và jack này. À, thì là nó cũng là cái jack tốt này. Bởi vì nếu mà không tốt ấy, thì nó hay thường hay bị đứt ngầm, một là đứt ở bên trong dây, hai là đứt ở cái đầu nối dây với jack này. Đó. Nhưng mà thường thì nó ít hỏng. Thế nhưng mà để về cái chất lượng âm của nó ấy, nó tốt hay không ấy thì chính là cái búp này. Này, cái búp đây, cái búp của nó. Cái này là cái lọc này, cái lọc âm này và chống ồn này. Đó. Đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái búp của nó này, rất nhỏ này, bé xíu này luôn này. Đây là cái jack tai nghe nhá, cái jack tai điện thoại của mình. Bất kỳ một cái điện thoại nào các bạn mua cũng đều có cái jack này. Cái jack này là cái jack 4 khớp và 3 vạch, ba cái vạch đen này, 4 khớp nhá. Các bạn lưu ý là khi chúng ta dùng cho điện thoại chúng ta cần phải mua cái jack là 4 khớp 3 vạch nhá. Đó. Thì cái smart microphone này là dùng chuyên cho điện thoại. Thì nó sẽ có 4 khớp 3 vạch luôn. Còn nếu như mà các cái microphone khác mà nó không chuyên cho điện thoại mà các bạn muốn dùng cho điện thoại thì các bạn sẽ phải mua một cái jack, gọi là cái jack chuyển đổi. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái đầu búp của nó này, nó bé, còn bé xíu hơn cả so với cái jack này. Đó. Đây này, cái này nó cũng dài gần như là cái jack này luôn. Đó. Đấy. Thì cái đắt nhất nó ở đây, gần 2 triệu bạc một cái microphone này đây các bạn ơi. Đó. Đấy, cái bút nó bé tí này luôn. Đó. Rồi, thì bây giờ cái kẹp nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ kẹp nó vào. Đây là cái kẹp. Đây, cái kẹp này. Cái kẹp này nó làm bằng, hình như nó làm bằng kim loại, tôi nhìn thấy nó cứng mà chắc chắn lắm. Này, các bạn cái kèm này thì các bạn sẽ bóp này để cho cái cầm cái này bóp nó vào để cho cái lỗ này nó mở ra, các bạn luồn cái microphone của chúng ta vào đây. Này, nó luồn đến cái khớp nhựa này, ở phía trên nó là nhựa cứng này, còn cái dưới nó là nhựa mềm thì chúng ta kịch nó vào. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhét cái bông vào. Đấy, thì cái sau đó là cái này chúng ta sẽ kẹp vào áo của chúng ta. À, kẹp cài vào áo cái thứ. Hoặc là chúng ta có thể để đấm vòng đây. Kẹp nó vào đây. Đó. Rồi thì cái cách sử dụng của nó như vậy thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ test thử xem cái microphone của hãng Rode này, xem là cái bắt âm cũng như là cái lọc tiếng ồn của nó, xem chất lượng của nó đến đâu các bạn nhé.
Tôi lưu ý với các bạn là tất cả các cái microphone khi mà mình cắm ngoài, kể cả đắt đến đâu ấy, thì không phải là nó lọc triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn nhá. Cho dù tiếng ồn nhỏ hay tiếng ồn lớn thì nó vẫn thu được. Thế nhưng mà cái tác dụng của microphone là mình sẽ cắm ở gần cái miệng người nói, thì dẫn đến là nó sẽ loại bỏ, làm giảm cái âm lượng của tiếng ồn đi thôi, và đồng thời nó làm tăng cường cái âm của người nói lên. Đấy, đấy là cái tác dụng của microphone, thế là như vậy chứ không phải là nó loại bỏ hoàn toàn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ giả định rằng là chúng ta đang đi ở ngoài đường bằng cái loa này và bật cái âm thanh ngoài đường lên. Đó. Và để tôi sẽ nói xem là cái mức độ thu âm của cái microphone nó xem ra như thế nào nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ bật lên này. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là bây giờ là đang đi ngoài đường rất ồn ào đúng không? Đấy, hiện tại là tôi đang dùng cái mic của trên thiết bị. Tôi đang dùng cái mic của trên thiết bị nha. Đây các bạn này có nghe rõ tiếng tôi nói nha. Bây giờ tôi sẽ nói một đoạn này. Bằng cái mic trên thiết bị này. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mic của Hàn Quốc. Đó là Smart Lab Cộng. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ cắm cái microphone của Android này vào để các bạn nghe thử xem. Tôi sẽ để cái microphone này ở cổ áo của tôi. Đó. Và tôi sẽ nói các bạn xem là các bạn có nghe rõ không nha. Xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ tôi đang nói bằng cái microphone của hãng Rode. Đấy, các bạn có nghe rõ tôi nói không ạ? Đó. Thì các bạn có sẽ thấy cái là rõ ràng là cái âm thanh của người nói nó cũng sẽ rõ ràng hơn đúng không? Rồi. Vừa rồi thì tôi cũng vừa giới thiệu và chia sẻ với các bạn một cái microphone của hãng Rode, một cái thương hiệu cũng nổi tiếng về cái microphone. Cái Smart Lab này thì là dùng chuyên dụng cho các cái điện thoại smartphone để chúng ta có thể quay video làm YouTube. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi.